Vậy nói tóm lại là chúng ta không nên sử dụng cái 24D. Dạ. Dạ, không nên. Dân chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến tiếp theo của bà con ạ. Dạ, xin mời anh. Tôi tên Đỗ Văn Linh ở An Hòa, Phú Đức, Long Hội, Vĩnh Long. Dạ. Xin hỏi các diễn giả ý thế này. Tôi đi thăm đồng là thấy có dấu chấm kim và đốm vằn, là nên phun thuốc gì cho nó thích hợp. Dạ. Với câu hỏi của anh thì chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Lê Công Bằng ạ. Dạ. Vâng, xin chào anh Linh ạ. Thì đặc biệt cái vụ hè thu này, cái bệnh mà anh Linh quan sát thấy đó là bệnh cái đốm vằn. Đốm vằn đó thì nó phát triển mạnh vào vụ hè thu và cái vụ thu đông. Thì đối với bệnh này thì nói chung thì cái cách quản lý nó thì hầu như hiện nay bà con quản lý một cách chung, nghĩa là thấy bệnh thì phun cả đều ruộng. Mặc dù là mình biết nó là cái chòm, nhưng phun ruộng là tôi chia sẻ cho quý vị con thế này ha, là khi mà con phát hiện ra cái lẩu đốm vằn ung thư đó thì bà con cứ mạnh dạn cầm cái bình đi phun bao quanh cô lập cái lẩu lại, chỉ cần rất ít thôi. Thì tôi nghĩ là trên cái ruộng của chúng ta thì nó không có nhiều đâu, ví dụ mảnh ruộng khoảng 1.000 m² thì cao lắm khoảng chừng 5-7 lẩu trở lại à, nhà mà phun chưa được bình thuốc. Mà trong khi 1.000 m² đó bà con mà đem một cái bình thuốc đi phun là phải mất 2 bình. Chính vì vậy mà cũng có nhiều bà con áp dụng và thành công rất tốt á, là chúng ta chỉ cần là chúng ta giác cái bình đó lại phun cô lập cái khu vực bệnh đó là đủ. Còn với công ty Tân Thành chúng tôi thì cái sản phẩm mà được bà con ưa chuộng hiện nay đó là cái sản phẩm Lát Super. Đây là sản phẩm mà nó kết hợp hai hoạt chất, vừa làm cho cái khu vằn được triệt như là diệt đó, ngoài ra nó còn ngừa được cái đạo ôn. Chính vì vậy cái thuốc này thì hiện nay thì cũng được bà con tin tưởng sử dụng. Và với cái cách mà tôi chia sẻ với bà con á, mình không nên là ví dụ thấy có một trên ruộng mình vài lỗ mà giác đi phun đều hết các ruộng thì tính ra chi phí của bà con rất nhiều. Mà bà con mình thử làm một cách đơn giản hơn là chỉ cần là mình giác cái bình lại phun cô lập cái một cái lỗ đó thì chúng ta đã yên tâm quản lý được. Thì như thế thì chúng ta không có tốn nhiều chi phí. Thì cũng hy vọng là với cái kỹ thuật canh tác đó, với cái kỹ thuật mà quản lý đó thì cũng giúp cho bà con, thứ nhất là quản lý tốt cái bệnh, cái thứ hai là giúp cho bà con mình sẽ giảm được rất nhiều chi phí trong cái việc quản lý cái bệnh khô vằn này. Thì cũng vài thông tin chia sẻ cho anh Linh ha. Dạ, thạc sĩ Bằng có thể cho Thúy Hằng hỏi thêm là có nhiều bà con nói cái bệnh đó là bệnh ung thư thì có đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị Hằng ạ. Đó là bệnh ung thư luôn đó ha. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Phước Thắng, là thành viên của câu lạc bộ nông dân Tân Thành, gọi là TTF ở xã Mỹ Lộc, Tân Bình, Vĩnh Long. Anh gửi câu hỏi về bằng hình ảnh. Với cái hình ảnh của anh thì anh hỏi như thế này: tôi xạ giống lúa OM5451 được 45 ngày, xuất hiện bệnh đạo ôn, chỉ từng chòm, mà những chỗ bị bệnh lại là những chỗ trũng có nhiều nước. Vậy tại sao bệnh lại xuất hiện nhiều ở những chỗ có nước, trong khi các nhà khoa học khuyến cáo là bệnh đạo ôn là nên giữ nước? Với câu hỏi của anh, chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim ạ. Dạ. Thưa anh Thắng, thưa bà con, thưa các bạn xem đài, thì bây giờ nói như thế này là trong ruộng có cái chỗ trũng, thì khi mà anh bón phân á, thì cái phân, nhất là phân đạm, nó tập trung lại cái chỗ trũng này, nó hòa tan trong nước cho nên tập trung lại cái chỗ trũng. Và thành ra cái chỗ trũng là cái chỗ mà rất là giàu phân đạm, cây lúa nó xanh mướt, đôi khi lá nó quặt, tức là nó trùm mền ở chỗ đó. Và chính chỗ đó cũng là cái chỗ mà cái bệnh đạo ôn nó bộc phát trước nhất, và nó gây hại rất là nặng ở những chỗ đó nha. Thành ra ở đây đó, chúng ta không phải là có nước hay là không nước, mà là ở đây là do cái phân bón nó tập trung lại cái chỗ trũng. Và để tránh cái điều này thì chỉ còn có cách là chúng ta trang đất làm sao cho đất bằng phẳng, đồng thời là chúng ta đánh rãnh song song với nhau trong đất để khi cần chúng ta tháo nước ra. Và với cái cách làm đó thì chúng ta sẽ không có những cái chỗ quằn, chỗ trũng bị động phân và bị bệnh nặng như là trong cái điều kiện của anh. Còn cái về cái bệnh đạo ôn á, là chỉ khi nào mà đất ruộng của anh nó khô mà cho tới nứt đất nha, anh nhớ là nứt đất, thì lúc bấy giờ không khí nó đi sâu vào trong đất, thì lúc bấy giờ là cái sự chuyển hóa trong đất nó xảy ra rất là nhanh do nó thoáng khí. Thì chuyển hóa là chuyển hóa cái gì, là các cái chất axit hữu cơ á, là bây giờ nó có bị oxit hóa là nó chuyển qua thành ra cái phân đạm,
nó cung cấp một cái lượng đạm rất là lớn cho cây lúa, trong khi cây lúa chúng ta bón phân rồi, bây giờ lại được cung cấp thêm lượng đạm cao nữa, lá lúa có cái chứa cái hàm lượng đạm dư thừa rất là cao. Cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện khô như vậy đó, thì rễ cây lúa không thể hấp thu được cái silic, cho nên lá lúa nó sẽ yếu đi. Hai cái điều này nó làm cho bệnh nó nặng hơn. Và nhớ là chỉ khi nào mà đất nó khô, nứt, khô khốc mà cho tới nứt đất á, chứ còn mà trên ruộng của anh lúc nào cũng còn ẩm ẩm nước thì không có cái tình trạng bệnh đạo ôn nó xảy ra nặng hơn nha. Do đó cái vụ mà trũng này đó nó không có liên quan tới cái vụ mà khô hay là có nước, mà chỉ là do phân bón tập trung nhiều quá và bệnh đạo ôn nó nặng. Xin kính chào anh ạ. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Một câu hỏi bằng hình ảnh khác của khán giả tên là Trần Văn Tâm, thành viên câu lạc bộ nông dân Tân Thành ở Tam Bình, Vĩnh Long. Anh hỏi như sau: vụ này tôi xạ giống OM4900 được 20 ngày, quan sát thì thấy lúa có nhiều hiện tượng là lá bị trắng giống như bị phỏng. Đó có phải là do nấm bệnh gây ra hay là do nguyên nhân khác? Anh có nói thêm là tôi mới rải phân đợt 2 gồm có cả đạm lân và kali. Với câu hỏi của anh, chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Anh Tâm biết là cái bệnh mà cái lá, cái cây lúa lúc còn nhỏ mà nó trắng đó, thì hiện giờ nó cũng có xuất hiện nhiều nơi. Nhất là những năm trước đây thì giống OM5451 thì cũng bị xuất hiện nhiều. Nói chung là bây giờ là những cái nghiên cứu mà gọi là để khẳng định đó thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào nó chính quy. Nhưng mà hầu hết thì đều thống nhất với nhau đây không phải là do bệnh gây ra. Mà nếu như trong lúc cây lúa còn nhỏ mà nó bị như là trên hình ảnh như thế thì chúng ta cứ là rút nước ra, rồi sau đó chăm sóc bón phân bình thường thì nó qua cái giai đoạn lúa nhỏ đó thì nó sẽ phục hồi trở lại. Như vậy thì ở đây thì anh Tâm bình tĩnh, bà con mình bình tĩnh, cũng không nên mang thuốc ra mà phun tùm lum hết trơn hết trọi, thì cái điều đó là không nên rồi. Còn tính thoảng có một số cây như vậy là nó bạch tạng, nó trắng hết luôn tất cả các lá, thì thôi bây giờ những cái cây đó thì chúng ta chấp nhận. Mà chấp nhận có nghĩa là bỏ nó đi, vì vì cái tỷ lệ nó cũng không có lớn. Thành thử ra ở đây thì gần như là ngay cả ở Vĩnh Long này cũng bị cái tình trạng này cũng nhiều. Mà trước đây thì Thạc sĩ Liêm đó là phó giám đốc sở cũng có khuyến cáo lại với bà con nông dân, mà tôi cũng rất là đồng tình đó. Thì có thể ở một cái giai đoạn nào đó do cái điều kiện môi trường nó làm cho cái cây lúa mà lúc còn nhỏ đối với một số giống đó, nó có cái mẫn cảm nó là như vậy. Nên nếu mà chúng ta chăm sóc một cách, nghĩa là trở lại bình thường thì nó cũng sẽ hồi phục lại được. Chứ bà con mình cũng không nên quá nôn nóng mà sử dụng quá nhiều cái thuốc này thuốc nọ mà nó gây ra tốn kém và lại là ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Chúng tôi cũng có nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Đình Thuần, cũng câu hỏi bằng hình ảnh. Anh ở Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Với hình ảnh này thì anh có câu hỏi như sau: lúa khi mà bước vào giai đoạn đồng trổ, chuẩn bị trổ thì thường xuất hiện những đốm đỏ có màu, những đốm nhỏ có màu nâu đỏ như trong hình, trông giống như bệnh đạo ôn. Đây là bệnh do nguyên nhân gì gây ra? Có làm ảnh hưởng đến năng suất hay không? Tại sao chỉ xuất hiện từ giai đoạn chuẩn bị trổ? Phải phun thuốc và phòng ngừa bệnh này như thế nào? Với câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Thạc sĩ Lê Công Bằng ạ. Xin chào anh Thần và quý bà con. Thì trên cái hình anh cung cấp chúng tôi đó thì tôi nhận thấy được cái bệnh đó là cái bệnh đốm nâu chứ không phải là bệnh đau ôn. Và cái bệnh đốm nâu này thì là cái bệnh mà nhà học thường nói là bệnh nhà nghèo, có nghĩa là nó xảy ra trên cái ruộng của chúng ta là thiếu dinh dưỡng, là trên cái cây trồng thiếu dinh dưỡng chứ không phải cái ruộng thiếu dinh dưỡng. Nó xảy ra như thế, có nghĩa là trong quá trình mình canh tác bộ rễ nó có vấn đề. Thì bộ rễ vấn đề đây thì nó gồm có những nguyên nhân sau. Đặc biệt là trong vụ hè thu và vụ rong tới bà con sẽ thấy được cái chuyện này. Đó là thứ nhất là nếu như mà cái đất nào mà quý bà con mình để nó nước liên tục là khoảng từ lúc xạ cho đến luôn là khoảng chừng khoan khóa đồng 40 ngày. Hoặc là để khô hạn nhiều quá. Hoặc trường hợp trên cái đất khoàng. Hoặc là trường hợp nào đó hữu cơ thì cái bệnh này xuất hiện nhiều. Và cái bệnh này xuất hiện nhiều thì bà con thường là phòng trị sử dụng thuốc cũng rất nhiều nhưng mà hiệu quả thường lại kém.
Chính vì vậy mà cái cốt lõi của cái bệnh này để cho quý bà con quản lý tốt á, thì ở chỗ là quý bà con quản lý về cái dinh dưỡng. Có nghĩa là làm sao cho cái cây lúa hấp thu được cái dinh dưỡng thì cái bệnh này nó sẽ phát triển ít. Và lúc đó thì bà con sẽ sử dụng cái thuốc hóa học vô nó sẽ hạn chế. Mà để làm được cái cây lúa hấp thu dinh dưỡng tốt đó là cái bà con phải quan trọng cái bộ rễ. Có nghĩa là làm sao bà con nhổ lên thấy bộ rễ của mình, bộ rễ cây lúa mình đó nó trắng phúng ra đều, thì lúc đó thì chúng ta trên này chúng ta sử dụng bón phân thêm. Nào, ví dụ như cái giai đoạn còn nhỏ thì ví dụ như 2 kg ure hoặc 2 kg lân rải vô, và lúc đó chúng ta hãy can thiệp cái dạng thuốc hóa học vô, thì lúc đó sẽ làm cho cái cây lúa chúng ta hồi phục. Hoặc trường hợp nếu cái chúng ta gào cái đoạn là phân quá đồng cũng như 40 mấy ngày, thì lúc đó ta cộng thêm 2 kg kali nữa để cho phục hồi. Về phía công ty Tân Thành chúng tôi thì đối với cái bệnh này thì rất dễ là bà con sử dụng cái loại thuốc trừ nấm phổ rộng là được, là chúng ta có thể quản lý đó. Thì công ty chúng tôi có các sản phẩm là Lasuve tôi mới trao đổi vừa rồi đó, thì cũng quản lý được cái bệnh này. Tóm lại là nếu như cái bệnh này phát triển trên vườn chúng ta, cái cốt lõi nhất là kỹ thuật canh tác, cũng như đầu chương trình phó tiến sĩ Phạm Minh Kiên chia sẻ đó, cái kỹ thuật canh tác chúng ta quyết định là làm cho cái áp lực bệnh tăng hay là làm chúng ta là trị cái bệnh nó hoài không dứt. Chính vì cái lực canh tác làm sao được cái bộ rễ chúng ta khỏe, làm sao đất chúng ta không bị ảnh hưởng như ngộ độc hoèn, ngộ độc hữu cơ, thì lúc đó chúng ta cái cây trồng chúng ta mới có hy vọng là chúng ta phun phòng ngừa cái trị được cái bệnh đốm nâu này. Và cái nãy anh có hỏi là có ảnh hưởng năng suất không, thì có. Ở chỗ bệnh đốm nâu này cũng là một loại nấm gây ra cái bệnh là lem lép hạt. Chính vì vậy nó gây thiệt hại về năng suất, gây việc xấu cho hạt lúa. Chính vì vậy nếu mà trong thời điểm anh phát hiện, anh nên quản lý tốt còn giai đoạn là anh đã phát hiện trong giòn lá, để lên hạt mà anh không quản lý tốt nữa thì lúc đó sẽ làm cho anh thiệt hại năng suất. Thì cũng một vài thông tin chia sẻ với anh, cũng hy vọng là anh sẽ áp dụng đúng cái kỹ thuật canh tác cũng như cái quản lý thuốc tốt để cho anh quản lý được cái bệnh này tốt hơn ạ. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Lý Hoàng Nam, có câu hỏi cũng tương tự như là của khán giả tên là Nguyễn Đình Thần vừa rồi, nhưng mà cái giai đoạn nó xuất hiện thì nó có khác nhau, cho nên là chúng tôi cũng quyết định muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Kim luôn. Là anh này ở cái bè Tiền Giang, anh hỏi là lúa 22 ngày, tôi thấy là lá lúa xuất hiện rất là nhiều cái chấm nhỏ, nó màu nâu, xin hỏi đây có phải là bệnh đạo ôn hay là bệnh đốm nâu, và cái cách phòng trị như thế nào? Thưa anh Nam, thưa bà con, thì nói như thế này là cái vết chấm kim á có thể là bệnh đạo ôn mà cũng có thể là bệnh đốm nâu, nhưng mà bệnh đốm nâu phải có một cái điều kiện đặc biệt thì nó mới xảy ra, tức là cây lúa không tốt, lá lúa nó không xanh và lá lúa nó có khuynh hướng là hơi vàng thì bệnh đốm nâu bộc phát. Và nếu như mà trong cái giai đoạn chúng ta phát hiện ra cái vết chấm kim mà lá lúa xanh tốt bình thường thì chắc chắn đó là bệnh đạo ôn chứ không phải là bệnh đốm nâu nha. Thành ra thường là chúng tôi khuyến cáo là khi thấy có vết chấm kim như vậy thì bà con nên phun thuốc để mà trị bệnh đạo ôn. Và cái giai đoạn mà chúng ta phun lúc mà nó có vết chấm kim á là cái giai đoạn chúng ta phun ít tốn thuốc nhất. Lý do là giai đoạn này đó bệnh chỉ mới xuất hiện ở những cái tầng trên của lá lúa thôi. Cây lúa như thế này thì cái tầng trên này nó bị, nhưng mà tầng bên dưới thì nó chưa bị, tại vì do cái bào tử nấm bay từ xa tới thì nó chỉ đáp lên trên cái phần những cái lá bên trên, còn lá bên dưới thì không có, chưa có. Cho nên là lúc này chúng ta chỉ cần phun sương qua đều hết cho tới cho các lá ở bên trên là có hiệu quả. Hay nói khác hơn là chúng ta chỉ cần phun 2 bình cho 1000 m² là có hiệu quả. Nhưng mà nếu mà chúng ta đợi cái bệnh đạo ôn mà nó thể hiện ra có vết mắc én là bệnh đạo ôn rồi, thì chúng ta phải biết rằng trong cái đêm đó, trong trước buổi sáng chúng ta phát hiện, thì buổi tối đó nó đã sinh ra rất nhiều bào tử. Và bào tử đó nó đã rơi xuống tầng lá bên dưới và nó xâm nhập vào cái lá bên dưới. Do đó chúng ta phun 2 bình 1 công thì chỉ có trên này xanh thôi, còn dưới này vài ngày sau nó bọc bình lên và nó cháy hết tất cả các tầng lá bên dưới. Chúng ta thấy là trên ruộng chỉ còn chổm chổm những cái lá xanh, còn phần lớn là nó bị cháy hết. Đó là do cái bào tử nấm nó rớt bên dưới. Và ở cái giai đoạn mà phát hiện ra đã có cái vết điển hình rồi, đã ôm điển hình rồi đó,
thì tôi nghĩ là bà con phải phun từ 3 tới 4 bình nhục công, phun như thế nào cho thuốc xuống được tới tầng lá bên dưới, để mà nó trị bệnh ở tầng lá bên dưới thì mới có hiệu quả. Do đó là ở cái vết chấm kim này anh nên phun thuốc trị bệnh đau ôn. Xin kính chào anh. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của khán giả tên là Đoàn Văn Thành ở chợ gạo Tiền Giang. Anh hỏi cũng khá thú vị là anh hỏi là khi mà làm việc ở trên cái ruộng mà đã bị nấm bệnh tấn công rồi, ví dụ như là bệnh đầu ôn hay là bệnh đốm dằn, thì khi mà bước sang một cái ruộng còn khỏe đó thì nó có bị lây hay không? Vấn đề này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Cái điều này thì chắc rồi. Cái con người của mình cũng là một trong những tác nhân mà để mang cái mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà đối với cái bệnh mà do nấm, chẳng hạn như đạo ôm hay đấm dằn, anh biết là nó có cái bào tử. Nên nhiều khi trong gió nó cũng là đi còn lẻ hơn mình nữa. Nhưng mà vi khuẩn á, thì chính cái con người của mình đi từ cái ruộng này qua ruộng khác là đã mang theo cái mầm bệnh. Nên dính vì vậy đó mà anh Thành biết là trong những cái trại chăn nuôi cũng vậy nữa. Người ta không có cho vô thăm trại là bởi vì người ta sợ cái con người của mình nữa là mang mầm bệnh từ ở bên ngoài vào trong trại của người ta. Ngay cái bệnh mà dàn lá mà greening trên cam quýt cũng vậy. Người ta kỹ người ta cũng không cho vô, bởi vì những cái con mà rầy mà chổng cánh đó, nó cũng theo trên quần trên áo của mình đó, từ ở bên ngoài nó đi vô vườn của họ. Và ngay cả chúng ta mà dẫm ở trên cái đất liếp á, đất liếp vườn gan trái đó, mình dẫm ở chỗ này nó mang cái mầm bệnh ở trong đất, rồi mình đi qua thăm cái vườn khác nó cũng bị. Thành thử ra cái chỗ anh Thành nhận xét đó là đúng đó. Nó cũng là mời con hơi của mình cũng là một tác nhân. Dạ, xin cảm ơn Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tâm ở Kế Sách Sóc Trăng. Anh hỏi là xin cho biết bà con nông dân nên phun thuốc phòng trừ nấm bệnh ngay khi bệnh nó phát sinh hay là phòng ngừa trước? Vụ hè thu thời tiết thất thường, vậy có nên tăng cái liều lượng sử dụng cái thuốc là gọi là ba su khi mà phòng trị hay không? Vấn đề này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Thạc sĩ Lê Công Bằng. Dạ. Xin chào anh Tâm, xin chào quý bà con. Thì anh có hỏi là cái phun thuốc phòng trừ bệnh hay là phun trước hay là xuất hiện mới phun. Thì tôi xin chia ra làm hai thế này. Đối với giai đoạn lá, có nghĩa là giai đoạn sinh trưởng là từ lúc khoảng 18 đến trước khi trổ thì chúng ta là phun khi bệnh xuất hiện. Còn giai đoạn mà chúng ta phun phòng ngừa, đó là phun giai đoạn từ lúc chỗ lẹt xẹt đến chỗ đều. Có nghĩa là phun hai cái giai đoạn này thì chúng ta phòng ngừa. Tại vì nếu mà giai đoạn chúng ta mà ta để ví dụ như đậu ôn cổ bông hay khô vàng ấm đép mà phát triển trên cái cây lúa chúng ta thì lúc đó chúng ta phòng trị không kịp nữa. Mà chúng ta phải phòng ngừa giai đoạn này. Còn anh hỏi thêm là cái vụ hè thu này nắng nóng nhiều thì có nên tăng liều cái ba su không? Thì cũng xin thưa anh, ba su đây là loại thuốc mà trừ vi khuẩn hay trái bì lá. Thì công ty chúng tôi hiện nay thì cho ghi nhận được thì chưa có thấy được dự kháng. Có nghĩa là anh không cần để phải tăng liều mà chỉ sử dụng liều là 40 gram trên bình 16 lít. Sử dụng từ 2 đến 3 bình trên 1.000 mét vuông là đủ. Cũng xin chào anh. Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ Lê Công Bằng. Khán giả Trần Văn Tâm ở Tháp 10 Đồng Tháp có hỏi hai ý như thế này. Thứ nhất là anh hỏi lục bình có gây ra nấm trên lúa hay không? Làm gì để ngăn ngừa nấm vào ruộng? Ý thứ hai anh muốn hỏi là quản lý nấm vào ruộng thì phải làm gì? Áp dụng ba giảm ba tăng có được hay không? Vấn đề này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa anh Tâm, thưa bà con, bây giờ cái lục bình đó thì nó có bị bệnh đốm dằn. Thường là chúng ta thấy trên lục bình có những cái lá mà nó có màu nâu, bị cháy màu nâu á, thì đó là do bệnh đốm dằn. Và nếu mà chúng ta quan sát mặt dưới của lá, chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái hạt nấm. Có những giai đoạn mà nó sinh ra rất nhiều cái hạt nấm ở chỗ cái vết bệnh. Và cái hạt nấm này dĩ nhiên là nó sẽ rớt xuống cái nước và nó trôi theo nước và có thể vào ruộng của mình nha. Thì cái hạt nấm này nó cũng sinh ra cái bệnh đốm dằn ở trên cái cây lúa của mình. Khi mà nó vô trong ruộng là nó có thể gây cái bệnh cho cây lúa của mình. Do đó thì bà con mình muốn làm thế nào để ngừa được cái tình trạng này. Thì bây giờ bà con mình có thể là làm như thế này. Lúc mà chúng ta bơm nước vào, chúng ta làm cái lưới để chúng ta chặn lại. Nha. Thì cái hạt nấm nó từ ngoài vô nó bị chặn lại. Và cái lưới này phải là cái lưới mũi. Cái lưới mà cỡ như chúng ta mình dùng lưới mũi, bởi vì hạt nấm có thể rất nhỏ mà cũng có thể lớn.
Và thường nếu mà để như vậy đó thì cái đường nước của mình có 2-3 tấc về nó vô, mình chặn ngang cái lưới về thì lát là nó nghẹt. Do đó tôi đề nghị bà con mình có thể làm cái lưới, cái dạng mà lưới ba tầng. Tầng này là lưới mũi, tầng này là lưới cái lỗ cỡ chừng 1 phân, tầng này lỗ cỡ 3-4 phân, đóng 4 cái cây. Thì ra chúng ta làm một cái lưới, chúng ta xách, chúng ta để ngang cái đường nước vô. Và khi mà đường nước vô như vậy thì rác to nó bị chặn ngoài, rác nhỏ chặn bên trong, và hạch nấm vô trong nữa là nó bị chặn ở trong. Do đó là sẽ không có bị cái hạch nấm từ bên ngoài vào ruộng. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì trong nhiều vụ chúng ta sẽ giảm bớt áp lực của bệnh đốm vàng ở trong ruộng của mình. Thì đó là số ý kiến cùng anh, và xin kính chào. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, ngoài không chỉ là nó tấn công trên thân và lá của cây lúa thì các cái loại nấm bệnh còn thường là cái tác nhân gây ra cái hiện tượng là lem lép hạt. Chính vì vậy mà khi lúa vào cái giai đoạn làm đồng và trổ, đó là cái giai đoạn mà bà con rất là quan tâm đến cái việc mà phòng ngừa các cái loại bệnh do nấm gây ra. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay sau đây chúng ta cùng xem một vài ghi nhận của chúng tôi. Theo các nhà chuyên môn, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng lem lép hạt trên lúa, như điều kiện thời tiết, nấm bệnh, vi khuẩn, sự tấn công của sâu rầy. Trong đó, các loại nấm bệnh được xác định là nhóm tác nhân quan trọng. Bệnh làm giảm năng suất, sản lượng và đặc biệt là giảm chất lượng của hạt gạo, gây thất thu lớn cho bà con nông dân. Nếu dùng làm giống thì chất lượng của hạt giống kém, đây cũng là nguồn bệnh ban đầu gây hại cho lúa ở vụ sau. Để tránh thiệt hại, nhiều bà con nông dân phải chủ động phòng ngừa ngay từ khi cây lúa bước vào giai đoạn làm đồng. Muốn địa phương mà lúa nó hạn chế vấn đề bệnh thì cái trước mắt chúng ta theo đúng ra mình dùng cái bảng sơ màu lá lúa là chuẩn nhất. Nhưng mà đối với nông dân như tụi tôi thì coi như là mắt là nhìn là biết. Ví dụ tôi nhìn cái lá lúa là tôi đã biết cái thằng nào dư đạm hay thiếu đạm. Thay vì cái chỗ này dư mình cũng đồng thời mình đi, nhưng mà theo cái tay mình giải nó khác, mạnh yếu, chứ không phải là mình cân đó, hoặc là mình giải ví dụ không phải là ví dụ vô đầu mình quất thằng UR không hay DB không, rồi cái lúa nó xung xê vậy nó cũng không được. Cái đó nó là trong nhấp nháy là thằng đậu ôn nó tấn công, mà khi có đậu ôn mà bây giờ là bệnh thì đậu ôn nè nó kèm theo thường vi khuẩn, nó hai cái thằng này đi đôi là mình càng khó trị nữa đó. Cho nên cái vấn đề mà mình đi phân là phải cân đối giữa NPK, đạm, lân, kali, mà theo như tôi mang kinh nghiệm là lúc đầu là cái cử phân đầu lúc nào tôi cũng phải có dần một chút xíu, người ta gọi là như dần một chút xíu kali mới được, chứ không thể nào không có được cho cây lúa nó vừa phát triển nhưng mà cái lúa cứng đứng lá nó mới hấp thu được ánh sáng. Chứ còn nếu mà để mình lúa mình phát mà cây lúa nó cong nó quặt xuống thì nó rất là dở, cây lúa yếu mềm. Phòng trừ thì bây giờ người ta ít có trừ lắm, người ta phòng là nó nhiều hơn, tại vì cái đấy trừ rồi thì nó muộn rồi. Nhiều khi đặt ví dụ như gần chỗ mà nếu mà mình phòng thì nó mình trị nó thì nó đã muộn rồi, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Người ta phòng là nó chính, tại vì gần chỗ là có bệnh hay không người ta cũng phải là xịt cái. Có thể nói đậu ôn cổ bông là đối tượng bệnh hại được rất nhiều bà con nông dân quan tâm khi cây lúa bước vào giai đoạn đồng trổ. Nấm bệnh có thể làm cho cổ bông bị tổn thương, nên nhiều bà con còn gọi đây là bệnh khô cổ bông hay thối cổ giá. Ở những ruộng không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nấm bệnh phát triển rất nhanh, làm cản trở việc vận chuyển dinh dưỡng từ gốc lúa lên để nuôi hạt, làm cho hạt lúa bị lép lửng. Nếu cổ bông bị bệnh đạo ôn tấn công nặng, thì bông lúa sẽ bị lép hoàn toàn, làm giảm năng suất đáng kể khi thu hoạch. Thì ở đây thì tôi thì thường thường nếu mà trong cái giai đoạn mà lúa trước chỗ sau chỗ thì tôi xài thằng là Chubica, chủ yếu là cái ngừa là cái quan trọng. Mình ngừa cái lúc này là mình không có đợi, nghĩa là cái thí dụ như những cái bệnh mà đạo ôn mà lúc đầu thì mình đã chờ thí dụ chấm kim thì mình mới can thiệp thuốc, chứ mình không ngừa, mà cái lúc đạo ôn cổ bông là phải ngừa chứ không thể nào chờ được. Cho nên cái này là đặc biệt là khi mà lúa trước chỗ 7 ngày ta phòng một cái rồi sau một lần nữa là coi như đó đảm bảo. Kính thưa quý khán giả, thưa bà con, thông qua ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên muốn dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim rằng là thông thường khi mà cây lúa nó ở vào cái giai đoạn đồng trổ thì nhiều bà con nông dân hay có một cái đợt phun ngừa các cái loại nấm bệnh, mà quan điểm của bà con với mục đích đó là để làm sạch lá chân. Vậy thì theo cái quan niệm của Phó Giáo sư là cái làm sạch lá chân hiểu như thế nào là đúng ạ? Dạ. Thưa bà con, thưa các bạn xem đài, thì cái mình phun cái lúc mà ở giai đoạn mà
nó có cái đồng thì giai đoạn này đó là chúng ta bón phân nha, chúng ta bón phân. Và khi mà bón phân, nhất là giai đoạn này mình tập trung cái lượng phân rất là lớn để mà mình nuôi cây lúa cho tới khi thu hoạch. Do đó là thường là bà con mình bón lượng đạm, lân rồi cả kali nha, ở lớn ở đây. Thì khi mà bón phân xong rồi đó thì cây lúa nó hấp thu đạm, thì cái hiện tượng là cái bệnh đạo ôn nó sẽ tấn công. Nếu mà trước đó khoảng 10 ngày mà chúng ta không có phun thuốc, nếu phun thuốc trước nữa thì lúc đó hết thuốc rồi thì bệnh nó tiếp tục nó tấn công. Do đó thì nếu mà không có phun thuốc trong vòng 10 ngày thì chắc chắn là sau đó chừng 3-4 ngày là bệnh đạo ôn nó sẽ tới. Ngoài ra thì một số cái bệnh khác nó cũng có thể nó tấn công. Nhất là ở giai đoạn này đó là có cái bệnh gọi là bệnh thối bẹ lá cờ. Nó tấn công ở bẹ lá. Cây lúa như thế này, nếu mà có bông trên này thì cái ở bẹ lá cờ này nó tấn công ngay cái bẹ lá cờ. Và nó làm như vậy là cái bông lúa nó cũng lép luôn. Do đó, ở cái giai đoạn mà sau khi bón phân đón đồng, thường là chúng tôi khuyến cáo bà con mình nên phun thêm một lần thuốc ngừa đạo ôn và đồng thời là ngừa các bệnh do nấm khác nha. Thành ra nếu mà chúng ta phun thuốc ở giai đoạn này, bà con hay nói là sạch lá chưng, thật là nó sạch lá chưng, thật là nó không có bệnh, cho nên là lá chưng nó không có bị bệnh rồi nó sụ xuống nha, bệnh rồi nó sụ xuống, thành ra là nó sạch lá chưng là vậy. Thành ra cái giai đoạn này thì nên phun thuốc để mà ngừa hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là ba cái bệnh, là cái bệnh thứ nhất là bệnh đạo ôn, bệnh thứ hai là thối bẹ lá cờ, bệnh thứ ba là bệnh lúa giòn mà tấn công ở cái giai đoạn lúa gần trổ để mà làm thối bẹ nha. Thành ra chúng ta phun lần này là chúng ta ngừa được ba cái bệnh đó. Thì xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa Thạc sĩ Lê Công Bằng, như là những lời tư vấn của Phó Giáo sư Phạm Văn Kim vừa nói thì không biết là về phía công ty có những cái thuốc nào có thể giúp cho bà con là ngừa một lúc mà nhiều các cái loại bệnh do nấm gây ra hay không ạ? Dạ, vâng. Xin chào quý bà con. Thì như chỗ thầy Phó sư Tiến sĩ Phạm Kim trao đổi đó, cái sạch lá chưng ở đây có nghĩa là bảo vệ cái lá nó không bị bệnh rũ xuống. Là sạch lá chưng. Thì phía công ty Tân Thành chúng tôi thì nếu cũng thấy, cũng ghi nhận được trong giai đoạn này cũng có nấm gây hại như đạo ôn hay là khô vằn, hay là nãy cái hình mà chúng tôi nhận được ở cái đốm nâu. Thì về phía công ty Tân Thành chúng tôi để cho giúp bà con quản lý được tốt cái giai đoạn này thì chúng tôi sử dụng cái lá super. Đây là cái hoạt chất, đây là cái sản phẩm có hai hoạt chất, một là cái hexaconazole, hai là chisilazole. Hai hoạt chất này nó sẽ giúp cho cây lúa chúng ta bảo vệ sự xâm nhiễm của cái các mầm bệnh mà nãy giờ Phó sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim đã chia sẻ cho quý bà con. Thì cái trường hợp này thì chúng tôi cũng thường thì cũng ít khuyến cáo lắm. Chỉ khuyến cáo khi nào ghi nhận nó chớp xuất hiện hoặc xuất hiện, hoặc là khả năng mà nó tấn công như chỗ Phó sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim chia sẻ đó, là khi mà rải phân khoảng 3-4 ngày mà cảm thấy nó hơi xanh quá đó thì nên sử dụng, thì chúng tôi mới khuyến cáo sử dụng sản phẩm này. Thì cũng hy vọng là bà con sẽ có cái quyết định đúng trên đồng ruộng mình để cho bảo vệ được cây lúa nó tốt hơn. Dân xin cảm ơn Thạc sĩ Lê Công Bằng. Có một câu hỏi mà thông qua phóng sự vừa rồi chúng tôi cũng muốn dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Kết hợp với đi thực tế thì chúng tôi cũng có nghe bà con nói là giữa cái vụ hè thu nắng nóng như thế này, nhất là hè thu sớm thì có một cái cơn mưa mà thiệt là lớn, thì bà con rất là mừng, bà con cho rằng mưa lớn như thế thì sẽ tốt cho lúa. Tuy nhiên thì bà con cũng nói lại là nếu mà mưa nhỏ thì làm cho lúa nó dễ bị bệnh hơn. Không biết là ý kiến của giáo sư về cái vấn đề này như thế nào? Dạ. Thật ra thì bệnh nó cũng là một sinh vật, mà cây lúa mình cũng là một sinh vật. Nếu mà cái điều kiện nào mà thuận lợi cho sinh vật nào mà nó phát triển mạnh thì nó sẽ lấn áp cái sinh vật kia thôi. Bây giờ mưa xuống nhiều, mát mẻ, cây lúa phát triển tốt thì như vậy là không thuận lợi.